Thúy xin chào bà cô chú anh chị và các bạn trở lại Thủy Family Oregon USA. Cũng cảnh này người này không ai khác là Thủy. Xin chào các bạn nha. Và hôm nay Thủy sẽ chia sẻ với ông bà cô chú anh chị về hành trình kế tiếp của Thủy khi mà Thủy bắt đầu lấy chồng và sẽ đi Nhật như thế nào. Thủy chia sẻ với các bạn cuộc sống vợ chồng á, cho dù là yêu người Việt hay là người nước ngoài hay ai cũng vậy, khi mà mình lúc mà mình mới lấy nhau, lúc mà mình chưa biết gì thì nó khác và từ từ nó sẽ khác. Lúc đó thì Thủy lấy chồng người Nhật chứ không phải là người Mỹ, cho nên người Nhật á, thì người ta rất là phong kiến các bạn. Cuộc sống của họ đó cũng, Thủy không biết, họ cũng giống người gì, người Hàn Quốc hay là người Hoa gì đó, rất là phong kiến luôn. Ăn uống cũng vậy, ăn uống rất là tôn trọng sức khỏe, rất là nói chuyện cũng vậy. Nhưng mà các bạn biết không, ở bên Nhật á, nó có vậy nè. Các bạn đi ăn nhà hàng hay các bạn đi đâu cũng vậy, mình ngồi ăn mà cái miệng mình chép một chút xíu thôi là người ta nhìn mình á với cái cặp mắt mà giống như là gọi là dao của Nhật, mà nó chẹt chẹt mình vậy đó các bạn. Đó, nó vậy đó, ăn là phải ăn cho phải là im điềm không một tiếng động nha các bạn. Nhưng mà nó ngược lại 100% là như thế nào, khi mà các bạn vô những cái tiệm mì của Nhật á, tiệm mì á, các bạn thấy người ta ăn mà bắt bạn hả nhức đầu luôn á. Người ta đưa cọng mì lên, người ta hút lên xong rồi cắn cái bỏ vậy đó. Nhưng cái đó là cái cách của người Nhật, cái cách ăn của người Nhật nó lạ vậy đó. Chỉ có ăn mì á là vậy thôi. Đó, còn mà há ăn ở ngoài mình đi ăn là phải cẩn thận lắm nha, chứ không phải hả muốn chép muốn ăn sao rồi. Hồi lúc mà Thủy mới làm video á, Thủy cũng có tìm hiểu rất nhiều. Thủy thấy cũng có nhiều người làm video ăn uống, họ ăn họ chép dữ lắm, họ ăn lắm, thì Thủy nghĩ là làm như vậy thì mọi người sẽ thích hơn. Nhưng mà Thủy không ngờ là mọi người cho Thủy một comment nó khác, là nói mà ăn chép quá đồ này kia. Thì nói thật là cuộc sống của Thủy đã trải qua ở Nhật, cho nên ăn thì Thủy biết mà, Thủy biết cái cách ăn. Nhưng mà tại vì Thủy học á, Thủy xem, tại khi mà Thủy làm video á thì Thủy phải xem người này người kia, Thủy phải coi nó như thế nào, thì mình nghĩ nó là vậy. Nhưng mà không phải thì cái ý kiến nó trái chiều, thì từ từ Thủy sẽ ăn không chép miệng để tốt hơn. Rồi thì sau đó Thủy lấy chồng thì lúc đó thì Thủy không có nghĩ á, là Thủy sẽ đi Nhật các bạn. Thì sau đó lấy chồng, đám cưới xong hết thì ông chồng Nhật của Thủy á, lúc đó thì bay về bên Nhật và Thủy sống ở Việt Nam. Và Thủy có nhờ cái chú thông dịch nói á, là Thủy không muốn đi Nhật sanh đứa con đầu tiên, đứa con đầu lòng á, cho nên là Thủy muốn ở lại Việt Nam để sanh con, sanh đứa con đầu lòng. Thì khi mà Thủy nói như vậy thì ổng cũng chấp nhận. Thì ổng cứ đi qua đi lại. Thì những lúc ổng qua đó các bạn, thì đi chơi đồ, đi Huế, đi đây đi nọ, đi chơi Vũng Tàu đấy rồi đó. Thì cưng lắm nha, chiều lắm nha. Bởi vậy cho nên người ta nói con cá mà câu được rồi thì đâu có chăm nữa làm gì. Mấy anh mà đi câu cá đó, mấy anh mà đi cua gại đó thì thả mồi thôi. Lúc đó nó cương lắm nha các bạn. Trời, đi Huế chơi. Trời, đi Huế mà về khách sạn nha, cái chạy vô nè, mở nước nè, mở giò nước lên ngâm bồn nha, pha bột lên, lên thì kêu thì vô ngâm bồn. Lúc đó thì đang có thai, có em bé, thì là vô cái ngâm bồn mà đi đâu cũng lại mang theo kẹp nách cái đôi dép là của các bạn. Tại vì hồi đó mình điệu đà lắm, hay mang gốc nhọn đi vậy đó. Tại trời ơi, còn trẻ lắm mà, có 20 mấy tuổi thôi. Thì đi đâu cũng vậy, cái ông kẹp đôi dép lão á, ông kẹp cái mình đi mà họ không thấy lâu, ông kêu bỏ đôi giày này đi, mang đôi dép lão, ông sợ đau chân đó các bạn. Cưng lắm, cưng trời ơi, nâng niu mà không thể tưởng tượng. Mình tưởng đâu là mình sẽ được như vậy nha các bạn, nhưng không bao giờ. Thì sau đó
ở bên Việt Nam. Thì lúc đó thì chị dâu của Thị Sanh, cái lúc ổng về thăm Thị thì chị dâu chị Thanh, thì Sanh nhà thương phụ sản Việt Nam, thì không nhớ tên nữa, mà nhà thương phụ sản lớn đó các bạn đó. Thì vô đó nhà thương Từ Vũ, đúng rồi, nhà thương Từ Vũ đó, nhà thương phụ sản đó. Thì mình thấy ổng về thôi, mình chẳng như kêu ổng đi, hai 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 vợ chồng mình đi thăm chị dâu của em luôn, tại chị dâu em mới sanh đó. Thì đi vô, trời ơi các bạn biết không, đi vô xong leo lên taxi, cái thời đó thì taxi thôi nha, chứ không có Grab, không có Uber, không có gì giống như bây giờ đâu, không có hiện đại giờ đâu. Mà taxi các bạn mà đợi taxi hả cũng lâu lắm, chứ không phải kêu là có được đâu. Có nhiều khi hả nhà Thị trong hẻm, anh của Thị phải xách cái xe ra ngoài đường lớn kêu taxi, dẫn taxi vô nữa. Trời ơi, taxi hồi xưa dữ lắm. Đâu phải giống như bây giờ. Bây giờ hiện tại rồi, về Việt Nam thì nói gọi Uber, gọi xe chừng 3 phút 5 phút là có sẵn các bạn, nhanh dữ sợ luôn á. Cho nên mình chuẩn bị hết xong đi mình hãy gọi xe nha. Cái xong hai người mới đi lên Từ Vũ, bệnh viện đó thăm chị dâu của Thị. Thì chị dâu của Thị lúc đó sanh thì các bạn biết xong mà đất đông quá các bạn, nhưng mà Thị cũng là con gái mà, Thị chưa sanh lần nào thì Thị cũng đâu bao giờ vô bệnh viện Từ Vũ hay đi đưa ai đi đẻ đâu, mình còn nhỏ xíu xíu mắm gà sữa luôn, mộng mơ đâu có biết cái gì đâu. Thì lúc đó có thai cũng hả lâu rồi, cũng to lắm rồi các bạn. Lúc đó thì có thai cũng chắc có lẽ là cũng 8 tháng mấy, 9 tháng rồi đó. Xong cái hai vợ chồng mới bắt xe đi vô nhà thương thăm chị dâu. Mà các bạn không, vô đó xong vừa bước xuống xe đi vô, thì lúc đó đó thì Thị đi vô. Nhưng mà các bạn nhớ giùm Thị là cái này không phải là hiện tại của Thị nha, cái này là cuộc sống ở bên Nhật của Thị. Nếu mà ai mà quen Thị, hàng xóm của Thị ha, bạn bè của Thị chắc cũng muốn nghe lắm đây. Tại vì cái này là cái mà mình đâu bao giờ chia sẻ với ai, mà mình đâu bao giờ nói với ai đâu các bạn. Nhưng mà bây giờ đối với Thị thì nó bình thường gì hết. Có người nghe thì sẽ khen, còn có người nghe thì sẽ chê. Thủy là đang không có biết là như thế nào, nhưng mà Thủy cũng muốn chia sẻ, tại vì cái này là cuộc đời của Thủy, muốn chia sẻ với các bạn cho các bạn hiểu Thủy thêm nhiều hơn thôi. Thì đi vô đó thăm bước xuống taxi đi vô thì là tụ tụ ở ngoài á, nó đông kinh khủng luôn nha các bạn. Xong đi vô cái thấy chị dâu của Thủy nằm rồi, có người người ta trải chiếu nằm ở hành lang, rồi có mấy bà bầu á, mấy 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 chị bầu á, trời ơi ghen gỉ mà đi tới đi lui, rồi có người đi ở ngoài sau lưng chà lưng, rồi có người thì bấm tay chồng, có người thì hét, có người thì chịu đựng trụ từ ở rồi đi vô mà đi lên đi đi thăm á. Ổng á, ông chồng Nhật của Thủy, ổng nhìn mà ổng giống như là sợ các bạn. Ổng nói cái này là nhà 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 thương đẻ đó hả, ổng không không biết là nó là cái gì. Thì đi vô Thủy cũng nhìn mà Thủy cũng sợ, tại vì Thủy lúc đó cũng đang mang bầu mà các bạn, sợ hết mồ luôn, đâu có biết đâu. Mà cái hồi đó không ai dạy mình đẻ con đau như thế nào, hoặc con phải như thế nào, con ít lắm bạn ơi, không không có nhiều giống như bây giờ đâu. Thì á, bắt đầu đi vô thì á, ổng thấy vậy cái cũng vô rồi thăm, rồi cho Thủy không nhớ là cho quà hay là cho tiền, Thủy không nhớ, tại lâu quá các bạn, chắc chị dâu Thủy nhớ thì không nhớ. Nếu mà chị dâu thì có coi chứ, thì do chị dâu rồi biết nhớ đó. Xong cái thời đó lắm, mình là đầu óc nó giống như là nó bay bổng lắm, không có để ý gì nhiều hết trơn á. Cho nên nó con thì bây giờ nó hai mấy tuổi thì cũng biết, nó thấy vậy chứ nó còn nít lắm các bạn. Xong thì thăm xong rồi ra bình thường ấy hết trơn. Các bạn biết sao? Ổng đưa thì lên taxi. Xong đi thì ổng mới nói cái chú thông dịch đó là kêu cái người taxi đó chở thẳng thị đến, ổng như thị đến lãnh sứ quán Nhật Bản. Thì bắt đầu là đi đến lãnh sứ quán Nhật Bản, thì ổng là người Nhật mà. Các bạn biết cái thời đó thì người Nhật mà đến lãnh sứ quán thì người ta quý lắm, thì người ta nghĩ là cần trợ giúp hay cái này cái này gì đó. Nghĩ không biết sao hay lắm các bạn. Ông đi vô đó chừng 1 tiếng đồng hồ nha. Ổng làm giấy tờ ấy xong, tại lúc đó Thị đi với ông xã Thị là Thị lúc nào cũng có cái passport trong người,
Tại vì đi vô khách sạn mà, cho dù là vợ chồng đi nữa, mình đi vô khách sạn mình ở chung, mình phải có cái bếp bò đưa cho khách sạn, thì khách sạn nó chứng nhận ấy xong á, rồi mình có cái giấy chứng nhận là kết hôn nữa thì nó cho mình, mới cho mình ở chung, chứ không thì người ta không có cho trai gái ở chung. Thì lúc đó lúc nào thì cũng đi đem theo cái giỏ, là lúc nào thì cũng có cái bếp bò ở trong đó. Thì ông mới kêu là đưa chồng cái bếp bò, thì ông đi vô lãnh sự quán một tiếng đồng hồ ông đi ra, ông có visa cho thầy luôn các bạn. Dễ sợ chưa, có visa cho thầy luôn. Xong ông nói sao, tôi đã chứng visa xong rồi, bây giờ cô có thông dịch lại thì người ta thông dịch lại thì người ta nói cái chú thông dịch nói thầy ơi, chồng con chứng visa cho con xong rồi, bây giờ con đi Nhật đi. Ông nói là bây giờ về Nhật. Thầy nói gì, về Nhật hả, đi sao? Các ổng mua vé mua đồ hết luôn các bạn, mà thì không biết sao mà với cái người thông dịch đó nó mà làm sao mà hay ghê luôn. Cái ga sân bay là ổng có vé có sẵn luôn, hay dễ sợ các bạn. Mình không biết cái người ta làm thế nào, đúng là người ta ở nước ngoài cái thời đó nó khác với mình ha. Đó thì đó, rồi đi ra sân bay cái thì nói nó ngu mà nó khờ dại lắm bạn. Cái thì nói không, ủa đi Nhật hả, thôi vậy đi. Cái đi ra sân bài cái thì điện, mà thì có cái giỏ sách thôi, chứ cái bộ đồ dính da không có cái gì hết trơn. Nó cái thời đó thì đi thì để cũng đeo vàng vòng nhiều, tại vì ăn sợ bị có bầu á, cái mình bị giật đồ này kia, cái mình cũng bị té rồi mình bị khuyển, đeo đâu có gì đâu, chơi trơ trụi á các bạn, mà chơi trụi cho trụi vẫn đẹp mà, con gái mơn mởn mà. Nó thì đi cái thì mới đi đến sân bài á, thì gọi điện cho ba má thì á, cái thì nói sao, má ơi coi giờ con đi Nhật nha. Cái má thì nói trời, cái gì vậy con, nói chơi gì vậy, đi Nhật về mày với chồng mày đang ở đâu vậy, về thăm, về nhà chơi một chút đi rồi trở về khách sạn buổi tối nghỉ ngơi con, về đi đâu vậy, đi từ sáng giờ. Nó nói không á, ôi ổng kêu con đi Nhật, bây giờ con phải đi Nhật thôi. Trời, vậy đó các bạn, trời nó vậy đó. Mà thủy đi Nhật thủy không bái bai ai, mà thủy không chào ai, thủy không nghĩa đi luôn, rồi đi ra sân bay đi luôn, ổng đưa vô. Mà cái bụng bầu của thì nó bự lắm rồi, 9 tháng có, 8 mấy 9 tháng có, qua tóc lọt luôn. Ổng không biết ổng có lót tiền, ổng có cho tiền, ổng có làm cái gì đó mình không biết. Mà cứ đi khơi khơi vậy, tóc lọt, ổng đi trước, ổng chuẩn bị hết, mình cứ đi theo vậy thôi. Xong rồi, lên máy bay, hơi thích lắm, lên máy bay ngồi, trời ơi, má rồi nó sợ. Muốn rớt tim ra hoài luôn đó các bạn, trời ơi nó sợ kinh khủng luôn. Thì người ta lớn tuổi mà, người ta chiều mình, người ta vuốt da, người ta chiều mình đó. Xong là cái lúc đó là thì bắt đầu là hành trình ở Nhật ha. Đó là cái hành trình mà thì đi Nhật như thế nào trong cái tuổi 19-20 của thủy nha. Cái hành trình đi Nhật của thủy nó rất dễ, các bạn thấy không, nó rất là dễ luôn, đâu có gì khó đâu, người ta lo cho mình hết, mình đi vậy đó. Mình cứ nghĩ là cuộc đời của mình nó trôi chảy vậy đó, mình cứ nghĩ là mình sẽ sướng vậy, mình cứ nghĩ là người ta yêu thương mình vậy. Nhưng mọi người ơi, nghe thủy kể đi rồi mọi người mới biết là nó như thế nào ha. Đó, nó không phải như là mơ ước. Bởi vì thì hồi đó thì hay nói đó, lúc mà thì làm thì ở bên Mỹ này thì làm ruộng làm đồ, mấy em gái nhỏ ở Việt Nam nói trời ơi đi Mỹ mà là cho gà ăn ấy vậy, ở Việt Nam sướng hơn. Nó thì biết là những người nói như vậy, những em gái nho nhỏ còn mơ ước, còn mộng mơ. Nhưng mà cái cuộc đời của mình nó không như là mộng mơ và không như những câu chuyện đẹp nha các bạn. Ai cũng vậy, ai cũng có thể trải ra qua những cái khó khăn trong cuộc đời. Có những người người ta đẻ trong trứng vàng trứng ngọc, người ta lớn lên người ta được nuông chiều, nhưng mà mình cũng không biết đâu, phải không? Thì cái lúc đó thì mới nói là mấy em mơ mộng, chị không có trách mấy em đâu, tại vì chị cũng có một thời mơ mộng giống như các em vậy đó, đâu có gì đâu các bạn, phải không? Thì đây là thủy chia sẻ cái hành trình thủy lên máy bay và đi đến Nhật nó như vậy ha. Nếu ai thương thủy, thích nghe thủy chia sẻ thì cho thủy một comment để có động lực thủy sẽ làm thêm những cái video kể về cuộc sống của thủy tại Nhật. Nhưng mà trước khi thủy sẽ chia sẻ với các bạn cuộc sống tại Nhật thì thủy sẽ chia sẻ cái thời mộng mơ yêu đương ở Việt Nam của thủy nha. Coi thủy có người yêu hay là đau khổ hay như thế nào không, mọi người cho thủy comment nha.
cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ra nghe Thủy chia sẻ về cuộc đời của Thủy. Nó chưa có đoạn kết đâu các bạn, rất là dài, 20 mấy năm mà. Chúc mọi người vẻ hạnh phúc an lành nhé. Chúc thật thật là nhiều sức khỏe.